Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến hàng chục người thương vong đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đến chiều 13 tháng 9, công tác dọn dẹp hiện trường cũng như nguyên nhân của vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Trong vụ cháy nghiêm trọng này, có những tấm gương dũng cảm của người dân sẵn sàng lao vào ngọn lửa để cứu những người dân mắc kẹt trong đám cháy. Theo đó, anh Nguyễn Đăng Văn, 30 tuổi, quê Bắc Ninh, là người lao vào đám cháy cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ được 9 nạn nhân thoát khỏi đám cháy. Theo đó, rạng sáng ngày 13 tháng 9, anh Văn nhận được điện thoại của người thân rằng chung cư mini nơi người này đang sống bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm đó, anh Văn chạy đến hiện trường. Đám cháy đã cơ bản được dập tắt và lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Muốn tìm xem người thân của mình hiện ra sao, anh Văn đã đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, lấy chiếc búa của nhà dân đối diện chung cư cùng các chiến sĩ vào bên trong hiện trường. Anh Văn tìm người từ các phòng trong tầng chính, không tìm được người thân, nhưng anh Văn đã tìm được 9 người dân khác và đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy. Sau khi ra khỏi hiện trường đám cháy, anh Văn mới biết được người thân của mình đã thoát ra trước đó. Bên cạnh đó, trong đám cháy này cũng có những người hùng thầm lặng khác từ đội cứu hộ không đồng Fast Angel. Đội cứu nạn gồm những tài xế xe ôm công nghệ, đồng hành cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy để cứu các nạn nhân ra khỏi đám cháy kinh hoàng. Trong nhóm cứu hộ Fast Angel có anh Nguyễn Văn Đại, 28 tuổi, thành viên đã cứu được 3 người khỏi vụ cháy. Những nạn nhân đều đang còn sống và được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Liên quan đến vụ cháy ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, sáng 13 tháng 9, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường và lực lượng chốt chặn để đảm bảo công tác cứu nạn cứu hộ. Xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng, người thân của những người dân sống trong tòa nhà chung cư mini đó có người hoảng loạn xin cơ quan chức năng cho vào trong để tìm xem có người thân của mình không. Có người khác thì bật khóc, bất lực nhìn vào trong con ngõ nhỏ nơi xảy ra hỏa hoạn. Còn một số người tay luôn cầm điện thoại, chốc chốc lại bấm số điện thoại cho người thân, mong bên kia có một chút phản hồi để phần nào yên lòng. Con ngõ nhỏ nơi sinh sống của hàng chục hộ dân nay đau thương và tan hoang. Một số người nhận được thông tin khu chung cư mini này bị cháy khi lướt mạng xã hội. Một người đàn ông đã phải tức tốc từ quê ra để xem tình hình của con trai mình ra sao. Nhưng khi đến hiện trường, người đàn ông này chỉ bất lực nói với những người hàng xóm sống gần chung cư rằng con mình đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Hiện nay các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau. Những người nhà có người thân sống trong khu chung cư này đã phải vật vã chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện nọ để mong nhận được tin từ người thân của mình. Đến thời điểm hiện tại, số người vong mạng đã lên đến đơn vị hàng chục. Nhiều người thân thấp thỏm chờ đợi những thông tin từ cơ quan chức năng xác định danh tính những nạn nhân và không ngừng cầu nguyện trong những nạn nhân xấu số, không có tên của người thân mình. Trưa 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an thành phố đã điều động phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và đội chữa cháy học tập thuộc trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 0 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Công an Hà Nội cho biết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy là địa bàn có nhiều nhà chung cư mini. Ngay sau sự việc đau lòng xảy ra ở chung cư bên quận Thanh Xuân, qua hệ thống thông tin cơ sở, Ủy ban Nhân dân, Công an phường Yên Hòa đã phát khuyến cáo người dân về phòng cháy chữa cháy. Khuyến cáo tóm tắt 3 điểm. 1. Không sắp xếp, bố trí hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cản trở lối thoát nạn. Cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sạc các thiết bị điện, điện tử, xe đạp điện, xe máy điện, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng. 2. Tham gia, xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi cư trú,
tháo bỏ chuồng cọp, mở lối thoát nạn qua ban công, lối lên mái, sang nhà bên cạnh. Trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc. 3. Khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn, cần báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114. Diễn biến đến lúc này, vụ cháy chung cư mini ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm từ nhiều cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi sáng đã ký công điện gửi Hà Nội, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trên cả nước tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, một số bệnh viện, cơ sở y tế tiếp nhận nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Sanborn, Bệnh viện 103, Bệnh viện Xây dựng. Người thân nạn nhân được khuyến cáo để lại thông tin người nhà cho cơ quan chức năng, tiếp tục chờ điện thoại để nhận thông báo. Trong khi đó, một số người thân đã đến các bệnh viện chủ động tìm hiểu thêm. Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đêm qua đến sáng 13 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận khoảng 26 ca bệnh, có 2 bệnh nhân tử vong và có 3 ca nặng đang thở máy. Bệnh nhân lớn tuổi nhất 81 tuổi và bệnh nhi nhỏ tuổi nhất 8 tháng tuổi. Bệnh viện Bạch Mai đang họp báo để thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Cuộc họp do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chủ trì. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Ngọc Khuê cho biết, ngay đêm hôm qua khi nhận được thông tin về vụ cháy, qua đường dây nóng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã chỉ đạo các đơn vị nỗ lực cấp cứu người bệnh với tinh thần tập trung cao độ nhất. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đánh giá cao nỗ lực cấp cứu bài bản của Bệnh viện Bạch Mai sau khi ông tham gia hội chẩn và đi kiểm tra thực tế công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân. Ông Khuê thông tin thêm, sau khi kiểm tra, chúng ta đang xử lý ngộ độc khí CO và xử lý chấn thương. Mô hình cấp cứu thảm họa cháy đã được trang bị. Bên cạnh việc cấp cứu ban đầu, phân loại người bệnh, điều trị đúng quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, sau vấn đề thảm họa là vấn đề tinh thần. Vì vậy, các y bác sĩ cần lưu ý xử lý sau thảm họa cho người bệnh. Các khoa phòng huy động toàn bộ, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị để giảm thiểu tối đa biến chứng, cấp cứu kịp thời cho nạn nhân. Ông Khuê yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai lập ngay một tổ công tác chuyên trách đặc biệt về công tác cứu chữa, chăm sóc và điều trị người bệnh là nạn nhân của vụ cháy để cập nhật nhanh nhất, kịp thời mọi tình huống trong điều trị cho các nạn nhân. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cũng nhấn mạnh, yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện của Hà Nội đang làm công tác cứu chữa các nạn nhân của vụ cháy chung cư này. Hầu hết các bệnh nhân là ngộ độc khí CO. Vì nạn nhân nhảy khỏi đám cháy nên nhiều người bị chấn thương và đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, Trung tâm cấp cứu A9, Trung tâm hồi sức tích cực. Bệnh viện đã hội chẩn các chuyên khoa cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ cháy, toàn viện gồm hơn 20 chuyên gia. Thông tin tại buổi hội chẩn cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương nhưng không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng. Sáng 13 tháng 9, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã thay mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân. Văn bản được gửi tới Giám đốc các sở, ngành, Công an thành phố, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân. Văn bản nêu rõ, hồi 23 giờ ngày 12 tháng 9 2023 xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại số 37 ngách 29 / 70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật nếu có. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc các sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố, bảo đảm kịp thời theo quy định. Giao Giám đốc các đơn vị, Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy. Chỉ đạo các cơ sở y tế chăm sóc tốt nhất những nạn nhân đang được cấp cứu tại cơ sở y tế. Báo cáo thường trực thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định. Tòa nhà xảy ra cháy là một chung cư xây dựng trên diện tích đất hơn 200m², thiết kế 10 tầng, 1 tầng hầm, 8 nổi, 1 tum với khoảng 45 phòng. Người dân cho biết khi xảy ra đám cháy, các phòng đều có người ở, đa phần là các hộ gia đình và sinh viên thuê trọ.
Hơn nữa, do đám cháy xảy ra vào ban đêm, nguồn lửa phát nguồn từ tầng hầm với rất nhiều xe máy để bên dưới nên chỉ có một số người thoát ra được. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!